Hết Tết rồi. Thời gian nó lẹ quá. Hết Tết rồi. Rồi đi cứ đi lại cái chỗ cái máy hết ra, đứng giờ đứng ra hết bụi. Rộn ràng ngày mùng một chứ gì. Mình quà cho nó kia cho nó khổ. Buồn cái là ok cho lại thêm tuổi nữa Thấy à, già tới nơi, tới chết nơi tới rồi là nơi. đưa lại rồi. Tết tôi xin thêm một tuổi già. Dạ, trời mưa nó đâu đi ra ngoài được đâu. Nó mấy ngày chỗ đó thôi. Cái gì thì nghe. Xì sướng nhất đời luôn á. Ngủ quá trời ngủ luôn, xì xì ngủ quá trời ngủ luôn. Thấy không? Chẳng thay áo cho xì xì rồi đang nghe. Tối nay không được ăn mặn nữa nghe, thôi nghỉ ăn mặn luôn đi nghe. Nay chỉ có ăn đồ khô đi, đừng ăn đồ cái gì đó nghe con ha. Hiểu không? Không thèm trả lời luôn hả? Đeo kiến cho mới nhìn thấy xe rõ nè. Sư phụ năm nay sư phụ mắt mờ lắm rồi. Sư phụ muốn nhìn thấy xe rõ là sư phụ mới đeo kiến rồi, biết không? Có cái xe già chưa? Cái này có bảo hiểm nó gửi phải không? Cái kỳ nó gửi hoài vậy. Mình đâu có rồi mua. ở thêm mà không cần Sao không nó có thằng cần gửi hai cái cái thẻ? xe kia mới thầy có chưa Có rồi. dạ để tôi cái này dục đi thôi không cần ồ có khoan cái chủ cái chủ ấy có chưa thầy đâu có đóng tiền cho nó đâu phải không thầy Biết không? không đóng tiền đóng đóng này mắc quá cái này như ba mấy đồng không có gì cả thôi rồi ông học này có lên thầy gì chưa Dạ không thấy. không thấy lên à trời Bận biểu con cháu gì. Hết Tết rồi. cái này cái gì của thầy nè Của ông đó. Ông không có ruột. dạ Của ông đó không có ruột. à của con hả Ông qua sao không có ruột. Thôi mà nói cho tao không có lấy đâu. có chứ thầy Dạ không. con đưa thầy con cái này con đưa thầy hả Ông biểu lấy cái nào lấy cầm sao lấy cái tôi không có nè ruột. rồi số nè Ôi số kia nữa. rồi số đó thầy hôm nay hôm qua hôm nay không biết ngày nay hôm qua nay hôm nay một sổ đó Trời thôi thôi anh không thôi. Trời thôi. Hèn cái coi đâu có lấy ruột có chứ con có cái này lớn lắm mà thầy đừng đâu. cái Thì này không có lớn coi lắm không biết. Vậy là sao mò chỗ sao không thấy. con này Trời. là tại sao vậy con cúng dường thầy mà Thôi. đó Năm cái đầu nay quá thầy đó thấy thay đổi gì. hết không phải của thầy đâu Không có thay trốn đổi nhiều lắm mà ruột. thay đổi biết bao nhiêu người á con nói thật rồi nghe rồi đó nhiều Rồi. lắm
đâu có dễ trúng. Ủa gì mà hôm qua ông thấy luôn á, không có coi để hay cái mò ông thấy đồng nào thôi, đừng có xong thì đâu, con đâu có bao giờ cúng tiền, con chỉ cúng rồi số mà trúng một trời cái thầy, mà hơn cái trúng một cái rồi ơi, trời thầy ơi. khác lắm, thầy không biết đâu, không phải một mình thầy đâu, cả ngàn người. Trời miệng trai, Đấy, thấy năm không? nay cái ngày năm nay nó rơi vô ba cái ngày tốt, nhưng mà sao mà nó bị trật toàn là gì đó, sao Giờ còn sát sao nữa sát thầy? chủ rồi không à, Thầy chứ ơi. nó chạy có khi 3-4 năm nó không không vô cái ngày đó nha. Thế hả? Hồi xưa tôi mắc cười, hồi xưa mỗi lần mà đức rối ông đó, Dạ. hồi xưa mỗi lần mà đầu năm á, cứ mấy đứa học trò nó đệ tử nó nói sư phụ coi dùm có cái ngày đó nó đổi bóp, đổi cái bóp á, Ui, cái màu cái bóp phải đổi cái bóp á, cái bóp màu đựng cái bóp. tiền á, Dạ. mà không biết nó vui gì thôi chứ không biết có hên trúng sao không biết nha, mà đổi cái bóp mà ngay cái ngày đó là cái bóp không bao giờ thiếu tiền, không bao giờ hết tiền, mà năm nay nó vô được 3 ngày luôn á. Đấy à? 3 ngày mà cái ngày đó đó ha, mà trúng được cái ngày đó là khỏi cần coi ngày khai trương cái bốc mộ, là cứ lấy ngay ngày đó mà làm thôi, mà có khi 3-4 năm trời nó không đi ngang, nó không dính, Thầy trải qua đó rồi à? thì đó là cái trong cái lịch đó, cái Không, nhưng mà thực tế thầy có trải qua gặp cái trường hợp là như vậy không? Thí dụ thầy có chỉ ai đổi bóp như vậy mà nó khá không? có chứ. Hội Việt Nam là mỗi lần Tết là lo dòm đấy, mà nó mấy đứa trẻ đi, nó đi đi chùa ngày Tết là nó hỏi câu đó đầu tiên à, nó vui tâm lý với đứa trẻ mà. Thấy người ta đổi bóp ra cái màu, tại giờ nó có đủ màu hết, ngày nào đi màu nào, ngày nào đi màu nào, ngày Hôm nào nay hơn. nó rơi vào ngày 29 tháng 3 nè, rồi 10 là cái ngày 17 tháng 2 âm lịch đó, rồi tháng 19 tháng 7 nè, là ngày 10 tháng 6 nè, là 8 tháng 11 nè, là ngày 4 tháng 10 âm lịch nè, mà rốt cuộc á nó toàn là vô ngày ngày tý tháng mẹo, hay là nó bị gì, nó bị sát chủ, nó bị gì đó cô thần không à. Hồi đó là cái này là không thể là nói về tốt xấu gì cái kiểu sao hạn, mà thường thường nó một ngày nó có là một ngày nó có trực, nó có hành, nó có sao, thí dụ như ngày nó có trực bình hay trực thành hay gì đó, rồi sao thí dụ như Là hơn không phải cái này nó không phải ví dụ là hết nè. à, sao ngâu, sao sao ngu, sao dĩ, sao tính, sao tắc, sao gì đó, thì cái ngày mà làm việc của người xưa đó, người ta không có cần để mà ta để cái ngày ngày trực, thí dụ ngày trực thành là họ làm việc được, mà gặp cái ngày trực bế đó là không được, hay là ngày trực thâu, rồi sao nó có sao 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 ngu sao đê á, là cái ngày đó là làm nó thất bại, là phải là sao tắc gì đó. Nhưng mà thiệt tình đạo Phật đâu có tin mấy cái điều đó thầy. Không, đạo Phật thì ông nói, nhưng mà cái đây là nó không phải của mê tín đâu, nó hiểu cái nó chu kỳ nó chạy theo cái ngày để người ta coi, người ta đoán cái phong thủy làm việc á, nó dính vô cái vấn đề phong thủy chứ không phải nó dính vô vấn đề mê tín của cái tốt xấu. Ví dụ như cái ngày xưng phân, cái ngày đông chí, cái ngày lập hạ rồi vậy đó. Dạ. Mà cái này thầy ngày nào cũng tốt hết, mình làm tốt thì mình nghĩ tốt, mình làm tốt hết, không có ngày xấu ngày gãy cả. Cái gì Tuy nói thì nói vậy thôi, đó là mình nói vậy đối với những người mà gọi là thượng căn thượng trí, mà họ họ đạt rồi đó, tâm họ không tham cầu, họ không có cho bản thân á, thì không có ngày tốt ngày xấu, bởi vì mình không nghĩ cho bản thân mình là đâu có nói tốt xấu nữa. Nhưng mà bây giờ mình ai khen mình còn vui,
ai chơi mình còn giận. Ví dụ như ai cho tiền ông mà đưa 100 đô ông chiết hết hơn 50 đô thì nó còn à, nói đi nói lại chứ nó cũng còn. Còn chừng nào mà đối với cái bậc thánh á, khen không mừng, chê không giận, được không mừng, mất không lo, thì nó không có dính líu tới mấy ngày đó. Làm việc mà thí dụ như cái ngày sức tổng tử á, bất cứ làm gì ngày sức tổng tử là từ chết tới chết rồi, không có còn làm mà không có làm ăn được đó. Thí dụ như đi buôn mà ngày sức tổng tử cái thuyền ngon lành vậy mà bị chìm à. Còn mà khai khai trương làm chùa ngày sức tổng tử làm xong rồi để mấy khởi sự sướng lắm, nhưng mà làm hết nhiêu đó rồi để chơi mấy cái sắc tới một thôi chứ không làm ăn được. Kinh vậy. Còn ra quán đó là sức đồng tử 3 ngày đầu ông bác tấp nập, ngày thứ tư ông ngồi chơi, ông dòm trời chơi thôi rồi dẹp quán luôn chứ không làm ăn được, người gọi là sức đồng tử. Mà mấy ông thầy ngày xưa coi ngày thí dụ phải chơi 1 năm phải chơi 1 2 người bắt buộc tới ngày đó, đó là phải chơi người đó cho đứt luôn thôi, vậy phải vậy mới được. Cái là thường mấy ông thầy mà có ngày có giờ vậy đó, Sao mà tành hồi dữ vậy xưa nó ta? vậy. Ví dụ mấy ông thợ hồ thợ mộc xưa cũng vậy vậy Tành không, lên cái gì á? nó bắt buộc vì cái đó nó dính vào cái lỗ ban, nếu mà ông không yếm người ta ông chết, con cái ông nó dính lại cho nên buộc lòng. Nó chuyện gì kỳ vậy? À, Nhân cái chuyện lỗ ban nó vậy đó, nó nhân vậy cho quả gì nên kỳ cái vậy? nhân Thầy quả thấy hại người ta không vậy? nó không hại nhiều. Thí dụ như 1 năm thì bắt buộc trúng ai trúng chứ không có nói được hết trơn. Thí dụ 1 năm phải có mấy mấy mẻ gì đó, cho nên là xưa thí dụ như các đoàn dông Vâng, hay là mấy ông thợ hồ thợ mộc xưa thợ đại mộc đa số là được chơi lỗ ban, nó niêm cái gì cái rồi cái nhà đó là coi như từ mạt tới mạt luôn á. Bây giờ thì nó pha học rồi thì nó không có chơi nữa, chứ hồi xưa là nó như vậy đó chứ không phải là mấy đâu bắt buộc. trời xưa cất căn nhà về hầu hạ người ta dữ lắm á thầy, hầu hạ cái ông thầy Thợ mộc á, thợ mộc ấy chứ nó niêm phong một cái là kể như là coi như là kinh khủng cái sao gì xuống mà dốc luôn. ác dữ vậy. Không biết sao với bên nghề lỗ ban nó vậy đó. Mà hồi xưa ông của tôi, chính xưa ông chết xưa ông trăn trối là không có cho đệ tử nó học dứt khoát cho ông. Ui, xưa ông cũng biết rõ à. Xưa ông chuyên cái đó mà ông ngồi trên chiếc thuyền nghe, ông nói tụi bay coi nè, ông lấy giấy trắng á, giấy giấy hồi đó hút thuốc rồi đó, với ông hồi xưa với Phật tử với ông già xưa hút thuốc bằng bằng thuốc Vâng vâng lào á, thuốc tôi thuốc vấn thuốc quán á, ông lấy ra ông xé cái ông thải về cái chảy nó làm cá làm tông vậy, tung tung như đó lỗ ban như vậy đó. Trước chùa nó có 2 con rắn mà một con á, thì nó chết rồi, còn một con nó cứ cắn người ta hoài, mà nó giống như rau lâu năm, người ta gọi là rắn lâu năm á, người ta sợ, người ta coi như rắn thần vậy, người ta sợ, người ta không dám đào á, mà nó cứ nó cắn hoài à. Bữa đó sư ông buổi trưa sư ông nói với sư bác, nói em mày ra mày 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 lấy cây gậy của cụ á, ở hòa thượng kêu bằng sư cụ, ở miền Nam kêu bằng sư cụ, lấy gậy của cụ ra cặm ngay cái lỗ đó coi đúng giờ đó đó. Thí dụ đi, nói là mày 10 giờ rưỡi giờ tỵ á, ra mày cặm ngay cái giờ tỵ nghe, người rưỡi vô rồi trưa con đúng giờ ra cặm mấy cây chỗ đó cho ông nghe con, rồi sau đó tới giờ ngọ ra cầm cái cây vô coi gì nghe con. Thì ông ra giờ tỵ ông ra ông cầm cái gậy, sao hồi xưa mấy ông già tôi chống gậy á, ra cầm đó tới giờ ngọ ra rắn quấn cây chết dỗi vậy đó. Mà tới ngày sư ông chết đó, sư ông trả cái nghiệp, sư ông không 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 qua khỏi mà chết ngay ngày 23 tháng 4 á. Hôm nay sư ông đó chiều buổi chiều đó mấy bà đi đi vía bà Châu Đốc á, đi tắm bà xưa từ từ Trà Vinh tắm bà Châu Đốc, nói mấy bà đi, sư ông nói chơi, nói mấy bà đi mấy mấy cô đi kỳ này về không gặp ông đâu nha, không gặp cụ đâu, khuya nay cụ đi á, thì Nói mới trước mẹ. nói trước vậy đó. Cái tới chiều tối sao sao bây giờ hòa thượng bắt đầu yếu, xong yếu với thầy sư phụ tôi đồ với quay lại hết. Sư ông nói tụi con à, sư ông trăn trở là tất cả tụi con sau này đồ tôn đệ tử không được học nghề lỗ ban nghe,
nó nghiệp nó trả xong là bây giờ sao muốn muốn cho nó qua cái giờ tí xong chết để cho tụi con ngóc đầu lên nổi, mà giờ không được, không được, chứ ông không biết không bao giờ qua khỏi giờ đó. Làm riết lụi hụi mới tới chín mấy cái dòng tịch rồi ta ráng ra tới 11 giờ thôi là giờ tí mà không cách nào nổi. Tới chừng chết rồi sao đây, rồi bây giờ nó chết tới cái hai bàn chân rồi, xong cái hồi cái xong đấy 2-3 phút rồi, rồi tới đầu gối rồi, rồi giờ tới cái bụng rồi đó, ông tiêu rồi, ông đi cái bụng rồi đó, rồi bao giờ là nó biết vậy đó mà không qua khỏi. Có người túc trực bên sư ông như vậy nghe. Dạ. Yeah. Kinh à? Hồi đó biết sư ông yếu sao đó mà cái thằng đó nó thù. Nó thù hòa thượng nó, sư ông mới nói không. Nó nhậu xỉn vô nó thề. Nó tôi thề với ông á. Ông chết trước tôi thì thôi nha. Mà tôi chết trước ông thì thôi. Mà tôi mà có chết sao ông á, tôi thiệt ông chết tôi cũng đau mà tháp ông nữa. Tôi làm banh tháp ông nữa. Ông nghĩ cái đó của ông biết trời đất dung gian sao mà nó chết chưa? Không có, ok. Nó chết sao sư ông? Nó chết sao sư ông mà ông coi khiến bữa đó mới nó chạy ngang. Nó lại có cái số nó giống như nó cái số người ta gọi là số trời đánh á. Ông coi khiến sao mà đi ngang cái tháp vậy đó. Rồi mới sao mà xẹt xẹt đánh sao mà đánh nó mà đánh banh cái tháp sư ông luôn, chết tại chỗ luôn. Cả nó và sư ông, ừ. Cả cái tháp bay luôn. Dạ, yeah, quan trái vậy đó. Là thầy đó. Thầy chứng kiến hết á. Cái này là thầy tôi kể cho tôi trước 75 mà. Cho nên có những cái điều á trên đời này mình không nói được. Cái lời thề người ta nói đúng với giờ linh á. Lời nguyền rủa, lời thề á, miệng ăn mắm ăn muối á. Nên tôi giận, thí dụ như giận, tôi nói dữ lắm nói. Nhưng mà điều cái là tôi không bao giờ nguyền rủa ai hết trơn á. Nghe thì nghe nó giận, tôi hùng hồn, tôi giữ, nói giữ thôi chứ tôi có nguyền rủa, thấy không? Giận, dụ như nói cái con này, con quỷ này, con đĩ này, thí dụ vậy hay là kia, thí dụ vậy thôi. Nhưng bây giờ tôi nói là sao đó. Cái lời của mình nói ra nó không. Nhưng mà được có tánh nóng nảy thì còn. Hôm qua cái bánh chưng tôi giận hết sức giận luôn. Nó móc cới luôn, ăn có được ở đâu. Rồi bỏ thì nó tiếc. 10 đồng bạc ít đâu rồi á. Nó mới mùng một mà lấy xuống nó móc cới à. Nếu ở người xưa người ta lại di tâm nữa, không thấy không? Cái này á, rồi cái tôi tiếc á, tôi mới lấy xuống tôi mờ lột ra, tôi gọt. Gọt cái lớp đó bên ngoài, gọt vô lớp trong, nếp nó đổ ào ào ra vậy. Ông nghĩ cái ông thấy không đó, thôi nói tôi không nói ai nghe. Tôi không nói ai. Tôi mới nói trên mạng á, không phải nói quay nói chứ không có nói của người nào nghe. Tôi nói không phải là mình xạo nó nói nhưng mà nói tránh. Tôi mới lời tôi khuyên vào cái ý mình là khuyên nhưng mà mình nói nó nặng nề thành ra giống như người ta tưởng là mình chửi người ta đi, ví dụ khuyên. Tăng ni mình ai cũng cần tiền. Ở chùa ở Mỹ á, cái gì cũng tiền hết chứ không phải mình nói vậy là mình tốt. Nhưng mà cái đồng tiền sao mà nó đúng cái thời đúng thế. Trời ơi, ở ngoài đời người ta làm ở trầy gì, da tráng dính mà hôi hán mà người ta bán cái bánh chưng á. Nói cái sách với cái trứng á, cái bà Phật tử bên New Mexico á, bà làm 5 đồng 2 cái bà kẹp vô mà hai cái nhỏ. Hai cái nó vỏ chừng cái chắc nó bự hơn cái này thôi, mình nói đi thì cũng phải nói rõ ràng. Nhưng mà ông nghĩ gói một cái bánh chưng gói cực lắm chứ không phải có khuôn. Rồi vô nó phải vuông dứt rồi phải chứ. Thì mà nhỏ lớn gì nó cũng cái à. Ông thấy nó cũng nhiêu lá nhưng mình cũng cực. Mà ta bán 5 đồng một cặp là hai cái chứ gì. Mình đây mình nhiều khi các chùa mà trong chùa bán nhiêu thì Phật tử họ cũng mua thôi kệ. Ngày Tết ngày nhất họ cứ họ nghĩ thay họ cúng chùa họ quơ đại họ về họ cúng ông bà trời Phật. Mình làm cho nó kỹ lưỡng. Cái bánh chưng á mà vớt nó ra rồi đó là phải đi để vô nước lạnh liền. Lúc nào cũng để một thao nước lạnh. Bánh chưng nó chín nó vừa hơi nguội nguội là vớt ra bỏ vô thao nước lạnh rửa liền. Một có một người rửa liền nha. Rửa xong rồi mới để ép. Ép ra nước đó, thì như vậy ép xong rồi ra nước nó cho nó nguội xong rồi mới
lấy cái giấy kiến á mới quấn lại, thì nó nguội quấn lại thì nó không có hầm ở trong đó. Thứ nhất là nó không có giữ là cái chất nước mà mình nấu, nó không có hầm lại cái mà một cái nóng nữa, thì nó nếu đúng ra bánh bánh hồi đó đó tôi làm á, mùng 8 tôi nói mấy cô, tôi nói thôi mấy Phật tử mùng 8 hạ xuống đi, mấy cô nói thôi thầy ráng đi, ráng tới rằm luôn đi thầy, để rằm mua nữa cũng như mua mua thì nhiều nữa tôi sức tiền uổng, ráng để tới rằm rồi sau bữa rằm đó chiều rằm hạ xuống ăn vẫn ngon như thường. Rồi ông nghĩ có từ bữa 20 làm á thì phải từ bữa 25, 26 mà cho tới ngày rằm thì ông nghĩ nhiêu, gần 20 ngày đó thấy chưa, mà không có móc gì hết trơn á. Thành ra mình thấy nó đau lòng là vậy đó, nhiều khi nói nữa tối cái thành ra có cô Phật tử của bên Đà Lạt cho cổ khuyên, cổ thì đằng này thương cổ như người chị vậy đó, tại đúng ra thì đằng này không có biết cổ là ai mà hỏi ra thì cổ lại hơn đằng này mấy tuổi, mà tội nghiệp cổ nói con thì thầy con khổ rất là nhiều, từ khi con qua Mỹ con bầm dập con mới nghĩ tới thầy, con mới thương con quý thầy là vậy, bởi vì thầy có một thân một mình, nhưng mà không biết thầy khó khăn gì con tụi con nói con mà không bao giờ, dầu là cái tình giống như chị em bị cũng như đằng này thấy lớn hơn 5 6 tuổi kêu chị, bữa mà đằng này qua tách xịt là nguyên đoàn lên đó, nó là vậy đó. Đó nhưng mà ông thấy ông tôi không bao giờ nói hồi chị cực khổ quá, đi đi làm vừa bán ngoài chợ bán cách xê á, vừa ở nhà nấu chè nấu cháo rồi thêm đi bỏ mối cho người Việt á, thì đúng ra cũng có tiền nhưng mà ông thấy mình đâu có lợi dụng đó. Chị khuyên cho nó thầy nhiều khi thầy đóng á, thầy nói liền con biết cái tánh, ai biết cái tánh thầy á thì thấy thương, nhưng mà nó dễ thầy nói thẳng thì nó dễ xúc chạm cho nên nhiều người người ta phải kiểu như người ta dị ứng. Tôi nói thôi kệ đi, mà nó buồn ngủ quá mà. Sao mà hôm qua nó ngủ mấy bữa nay ngủ được, ngủ được thành ra mình nói đi nó lại chứ thấy nó buồn, buồn là sao họ bán 10 đồng một cái mười mấy đồng một cái mà ít nhất thì cũng cho người ta ăn được, mới mùng 1 mà nó vậy mà ông thấy tôi dọn hết trơn bánh trái còn cái bánh là bánh ít đó, giờ cầm á chọi cái giờ lủng u đầu á, bánh ít cũng phải vậy nó cũng phải xong rồi cũng phải lấy cái nguội rồi thay cái lá nó hoặc là làm sao đó để mà lấy cái giấy mủ quấn lại. Tối hôm qua vợ chồng chú Bảy xuống chứ không, mà đằng này đang tụng kinh rồi ông để đồ trước ông đi về ông mới đem một cái bánh chưng khác, thì đúng là cái bánh chưng ông sáng nay đằng này cũng cắt miếng ra cúng mùng hai đó, cúng 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 sáng rồi nấu cháo cúng đó, tụng kinh cúng sáng nào mùng hai thì mình cũng gọi là chúc thực á, cúng chư thiên như cúng các vị Phước mặt cho người ta bố thí cháo cho người ta, sáng khuya dậy nấu nồi cháo rồi tụng kinh ở đây rồi mới xuống cúng ở bằng sao bằng tổ rồi mới lấy cắt miếng cúng đó, thì đúng ra được nhưng mà rồi cái vị cũng không ngon nữa, không phải là mình không phải là mình chê nhưng mà ý nó bởi vì cho nên tức cái mình quá, năm tới tôi làm cho coi, năm tới tôi làm Đây không được mệt chỉ hả? cần có cái người gói thôi, đằng này thì không có khéo Thì gì quá gói đi thôi bà con mẫu ấy. Tại nhưng là con mẫu nó có nghe khói có khéo lắm á. không cổ rồi lo cho con cổ năm nay cổ gói nhiều Đấy hả? à, dưới bánh tét hôm qua bánh tét không phải là không phải tôi nói mà mình tu mà chê khen, nếu mà cái lực người ta cúng mình ăn mình không được chê khen nhưng mà đây là trong nhà để mà nói để mà ấy, thế thì cô Bảy nay có bánh tét tạm được chứ cũng chưa ngon nữa, nếu mà cô biết cách vậy đó năm tới rồi mày làm hết rồi cổ mấy cổ chỉ lên súng nhau gói thôi, tôi làm cho ông coi trời bánh chưng bánh tét tôi làm ngon lắm á, rồi Thế yêu cầu gói thôi rồi hấp rồi này kia nọ để thầy cái gì tôi hết, tôi làm hết sẵn chỉ lên gói xong thôi, gói xong rồi tôi hấp tôi làm tôi canh tôi làm hết rồi xách về ăn thôi. Trời bánh tét nó dễ ạt bánh chưng nó dễ, chỉ có cái là mình tại vì theo làm cũng được mà đằng này không thích ngồi mà cuộc tẳng mẵng tỉ mỉ vậy đó, cái đó nó đâu bao nhiêu tiền đâu, nó rẻ rề à. Mình bán vừa vừa phải mà phải công thôi. nhiều lắm thầy ơi, công dữ lắm á thầy, cái công nặng lắm á thầy ơi, thầy ngồi thầy làm mệt lắm à, tận mệt Không lắm, cũng có lâu phải xé thầy xé, không thầy xé thì nó mau mốc nó hư,
Đó là để tôi làm hết, yêu cầu chỉ gói tôi được rồi, năm tới làm nhất khoát. Thế mà năm tới lại là Tết nó lại ngày 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 nào thứ ba. Ra năm tới nó còn tồi tệ hơn nữa. nghĩa là sao? Tết ngày thứ ba đâu có ngày nghỉ đâu. Năm Thứ nay sáu Tết, mới là mệt đi chứ. năm nay thì thứ sáu thứ bảy nhưng mà nó còn rơi vào bữa nay thứ bảy mùng hai rồi mai chủ nhật, nhưng mà Covid thôi chứ còn không Covid thì người ta còn đi chùa được, rồi thứ hai ba tư năm ai đi chùa. Ở nên đó mình nói thì cũng thương chứ không phải mà tôi nói mà tôi ghét nhơ tôi ganh tị cái gì, tôi suy nghĩ tôi cũng thương chứ. Mấy thầy mấy sư cô cũng cực khổ, cũng muốn cho nó ra đồng tiền chứ để mà trang trải chuyện chùa chiền thì mình đâu, mình cũng biết vậy chứ mình đâu có đi hà khắc cái gì, nhưng mà cái gì nó cũng có giới hạn, tội người ta rồi cuối cùng là người đời nó chơi trở lại thì nói tại sao người đời nó gian manh. Cuối cùng những cái gian manh á, mà xét lại nhìn kỹ coi, cuối cùng những cái gian manh nhìn kỹ cũng từ trong chùa mà ra, như ông nói vụ cho dai cũng từ trong chùa mà ra, rồi bây giờ tới cái vụ mà từ thiện cũng từ chùa mà ra. Mình đi rầy mấy cái em ngoài đời á, những cái youtuber hay những cái người công ty ở ngoài đời nó làm từ thiện, mình nói nó ăn lường ăn trên đầu thiên hạ chứ coi chừng cái thầy chùa mình còn hơn nữa, thì cuối cùng ai bài cũng từ trong giới tu hành bài ra. Cho nên cái ngày nay với ngày xưa nó khác nhau á. Sáng tụng kinh xong rồi tôi mới suy nghĩ á, chư Phật chư Tổ ngày xưa đó cũng vận dụng phương tiện, nhưng mà gọi là phương tiện thiện xảo, có nghĩa là khéo vận dụng cái phương tiện để chi, để kích khởi cái tâm đại từ bi cho người, chứ không phải vận dụng phương tiện để cho con người nó trở thành cái xấu xa, trở thành cái cuồng tín. Ông hiểu chỗ đó tôi nói không? Nó hai cái, chư Phật chư Tổ vẫn vận dụng phương tiện, nhưng mà phương tiện của các ngài để kích khởi cái tâm từ bi. Còn bây giờ mình cứ mở miệng ra không phương tiện mà, hay gì cái phương tiện, nhưng mà phương tiện của mình á để cho người ta trở thành cuồng tín, cho người ta trở thành xấu xa bỉ ổi, cho trở thành hoang đường. Hai cái nó khác nhau, đồng thời cái chữ phương tiện mà phương tiện nó khác nhau. Ví dụ bây giờ đi, cái cúng sao ngày xưa và cúng sao ngày nay nó cũng khác nhau nữa, tuy rằng nó là phương tiện, nó cũng là mình cho nó là của nhà nho của mê tín đó, nhưng mà cúng sao ngày xưa nó khác à. Hồi đó sư ông viện trưởng á, sư ông Thiện Hoa đó, sư ông đi về Cần Thơ á, về chùa Bảo An á, sư ông rầy người chị của mình là sư bà Diệu Kim á, bị sư bà Diệu Kim là chị ruột, mà sư bà rất giỏi nha, sư ông viện trưởng gia đình, sư ông viện trưởng là mấy đời xuất gia một mấy anh em vậy đó, mà sư bà Diệu Kim nó giỏi lắm. Nếu mà thời ni xưa là sư bà báo, gọi là sư bà Bảo An, nhưng mà biệt hiệu sư bà là Diệu Kim á, những gì chư tăng làm được là sư bà đều làm được, ví dụ tán tụng hay là từ thiện hay là bắt mạch thuốc cái gì kia là sư bà giỏi lắm, là chị có chị ruột của sư ông Thiện Hoa đó. Nhưng mà sư ông bây giờ là viện trưởng viện Quá Đạo, mà nghe ở Cần Thơ thì ông biết cái năm 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 bộ mà năm kỳ nó mê tín nhiều, tại vì người nhà quê mà. Sư ông mới đi về đi đi công việc Phật sự, đi công tác á, mình gọi đi công tác á, mới ghé thăm người chị ông sư bà, thấy cái bà sư bà ở bài nào là sớ sớ tử vi, nào là cầu an đồ đủ thứ trơn, sư ông nói chị à, đạo Phật Đức Phật dạy cho làm sao mà chị là làm Phật giảng sư pháp sư, chị dạy người ta con đường đạo đức tinh sâu nhân quả để giải thoát, chứ chị tối ngày chị bày mấy cái này ra hoài đó, thành ra vô tình nó hư cái đạo Phật đi, nó làm cho lu mờ cái chân lý nhân quả. Vì sao ông Thiện Hoa thì ông viết cái bộ Phật Phổ Thông rồi không vậy? Sư bà Quang nói ông viện trưởng à, nói ông gọi sư bà đó ông Thiên Văn nha, ông viện trưởng à, ông nhớ câu người ta nói thiên thượng nhân gian phương tiện đệ nhất, là trên trời dưới đất cửa phương tiện là cửa số 1 á. Bây giờ tôi là ni, ông nghĩ giảng kinh thuyết pháp nghe được mấy móng, ông là tăng thì ông và nhiều người nghe tôi là ni,
mà ông nghĩ coi bây giờ á, tôi mà gom lại giảng kinh thuyết pháp á, không bao nhiêu người. Ngài Phật Đản, Ngài Du Lan á đi mời, có khi từng gia đình nó mới ráng, nó đi về, nó về le que à. Còn ngày mùng 8 cũng tháng giêng á, cũng sao á, khỏi mời ai trơn mà nó ngồi đầy chùa hết trơn, không thiếu một gia đình nào hết. Là thừa lúc đó đó tôi mới khuyên người ta phóng sanh, bố thí, cúng dường, làm lành, lánh dữ. Thì tôi làm phương tiện đó ông, chứ còn tôi làm được như mấy ông thì tôi không thể sánh tài, tại vì tôi là ni. Thì đó, thành ra với cái lời đó đó, như bà nói nó thấm thía, thì ông viện trưởng làm thinh. Thiệt đúng, mình nghĩ nếu như cái người phương tiện khéo á, thì thừa cái dịp đó để mà khuyên người ta làm lành lánh dữ, đó là gọi là phương tiện thiện xảo. Ông thấy ông sư bà nó không sai. Còn mình ngày nay á, mình bày ra Tết tới in sớ cầu siêu gửi từng nhà, biểu người ta gửi ghi danh sách gửi về kèm theo số phone, địa chỉ và money order, hoặc là check, hoặc là tiền mặt nhân dân, chứ đâu phải là phương tiện thiện xảo mà người ta tới để mình giảng kinh thuyết pháp đâu. Như vậy cái đó gọi là Phật giáo đại chúng được mà. Không, nó phải một cái đại đại chúng là gì, cái tinh thần đại chúng rồi, nó cũng không đại chúng rồi, nó mê tín dị đoan, nó là Phật giáo lợi chúng lợi cho mình. Thành ra cũng đồng thời cái phương tiện, mà phương tiện của người xưa và phương tiện ngày nay nó khác. Nhiều khi tôi muốn bỏ hết những cái phương tiện, nhưng mà bây giờ bỏ thì người ta không chịu. Ví dụ như tâm lý giờ hỏi ông á, Phật tử về thăm tôi lì xì cho cục kẹo với đồng bạc, 2 đồng bạc, mà tâm lý trong khi ta cúng mình 20-30 đồng là ít, thấy không? Nó đâu có nhầm nhò gì với cái ta, nhưng mà tâm lý vậy thôi. Nhưng mà làm sao phải khuyên người ta làm lành lánh dữ, chứ không phải là đi tới để mà nhận lộc. Nếu mà đúng ra chùa là cái nơi đâu có làm ra kinh tế, cái nơi sống nhờ ba tánh bổn đạo, thì lộc ở đâu mà có, nhân ở đâu mà có mà gieo. Như tôi được, tôi gieo được tại vì tôi có hồng giống tôi trồng đó. Ai mà cần tới đây, nếu mà sang năm á, mà nếu mà Tết mà gặp cái mùa ấm á, thì tới đây tôi cho hồng giống đem về trồng thì nó có lợi ích, rồi đó là lộc thiệt đó. Lọc đó, lọc bằng 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 cái hộp tôi làm ra để mà đem về trồng để ra cây trái đó. Còn nó chứ lọc cái gì? Thành ra cái phương tiện của mình ngày nay nó không phải phương tiện mà để dẫn tới cứu cánh, mà phương tiện mà để dẫn chúng sanh nó đi lần quần trong cái luân hồi lục đạo á. Cho nên nếu như cái ngày cúng sao giải hạn, kệ chúng sanh nó tin nó sợ chết, thì mình an ủi người ta, mình vẫn cúng. Nhưng mà ta tập trung lại, bắt đầu kiếm chuyện nhân quả, chuyện này chuyện kia phân tích cho người ta nghe. Đúng Tôi đúng nói có mặt đèn làm chứng, những năm tôi trụ trì ở ở Việt Nam, ở nhà là tôi làm điều đó. Ông biết không, có thật sự để nói là hồi xưa tại sao thầy cũng làm, bây giờ thầy bác, nhưng mà tôi làm là rõ ràng à. Thí dụ như cái ngày cúng trăng tôi cũng cúng nữa, tại mình đang ở đất của Miên mà. Bến Tre là đất của Miên xưa. Ngày xưa những người dân tộc, những người Khmer, họ nhớ cái ơn của trời đất. Cái ngày mà họ thu hoạch gọi là vụ vụ thu đông á, là cái ngày rằm tháng 10 á, là họ bày ra, họ cúng nào là các loại đậu nè, rồi các loại cái gì mà thực phẩm họ làm ra họ đều luộc, họ cúng đêm đó để tạ ơn rồi đất sau, rồi con cái ngồi quây quần. Thì tôi năm nào cũng rằm tháng 10 tôi cũng bày ra, tôi cúng vậy đó, tôi mời hết bà con lại. Thế nào bây giờ mình nhớ cái tập tục này của dân tộc, nghe, của dân tộc Khmer, vì mình đang ở đất này, đất Khmer. Còn cái chuyện mà của ông bà mình xưa làm sao đó mình không biết, nhưng mình nhớ là mình đang ở đất nó có hồn 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 thiêng sông núi của người ta, mình cúng để mình trước là mình cũng nhớ ơn của người ta. Rồi sau đó tôi nói nè đó, mình tạ ơn trời đất đã cho mình ra cái ngô phai vậy đó, nó lúa mè tre lao vậy đó, thì sao mình ăn nhiều mình vui, chòm xóm giữ đầm ấm ấm êm hạnh phúc, đừng có ai trộm lấy của ai, ai cũng có phần nấy kia đó, là mình thừa dịp đó mình dạy ta làm lành lánh dữ không.
đó rồi cái vụ cúng tam tai tôi vẫn cúng à, hồi đó cúng tam tai biết một năm mà cúng tam tai tiền dữ lắm á, nhiều hơn cúng sao. Tôi ngày xưa tôi làm trụ trì tôi cúng tam tai nhiều hơn cúng sao, tại vì cúng tam tai nó ngặt dữ lắm. Tam tai thí dụ như năm nay là tam tai cho năm 43 tuổi tỵ dậu sửu năm chót nè, nếu mà 2 năm trước á mà không trầy da tróc giải không tiếng tai không chết chóc thì năm nay là năm cuối nè, đó là 3 năm tam tai tỵ dậu sửu. Thì ta tam tai ở năm là hợi tý sửu, tỵ dậu sửu tam tai 3 năm hợi tý sửu, rồi năm nay năm sửu năm chót nè. Một người về cúng tam tai ông biết ông đúng ra phải sắm một 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 mâm. Rồi bây giờ thôi thì quý vị sắm cực khổ quá thôi đưa tôi sắm, thành ra nộp cái tiền đưa cho mình sắm là nó đã dư ra rồi, nhờ sắm mình mới cắt cái riêng ra. Thứ hai nữa là ta cúng giờ nó mình lên giá nó thẳng là cúng tam tai vậy là thằng nghĩa là hồi hồi thời tôi nhớ là nhiều tiền lắm, 30.000 hay 50.000 gì đó, mà ông biết cái tiền tam tai đó sau cái mùa tam tai rồi tôi nấu mấy tháng trời cho bệnh viện không hết đó. Là tiền đó tôi làm phước cho họ chứ tôi không có ăn nha, thật sự tôi nói có mặt đèn làm chứng à, nấu mấy tháng ở bệnh viện mà 1 tháng nấu 2 lần vậy đó, nấu mấy tháng không hết á. Ông nghĩ cái gia đình nào làm sao không có tuổi đó, trong một gia đình ít nhất cũng 1 2 người có tuổi đó hà. Thì cái ngày đó họ lớn họ tới cúng bắt đầu sạch, trước khi cúng bây giờ ngồi chắp tay nghiêm trang nghe tôi nói nghe, bây giờ tôi cúng là tôi cúng nhân phải tận nhân lực mới tri thiên mạng. Bây giờ mấy em trẻ sợ tam tai là sợ nó sợ ra đường xe cộ chứ gì tai nạn, thì sao bây giờ tôi nói mấy em là nhớ đi chơi với bạn bè, bạn bè nó có rủ nhậu gì nữa cũng nhớ mình năm nay mình tam tai nha, đừng có nhậu xỉn lái xe rồi hại cho mình rồi hại cho cái người nữa, nó phải dạy ta không đó. Rồi mình biết mình tam tai nhớ vợ con hay gì kia đó, nó có lỡ làm ăn khó khăn kia nó có nhăn nhó cũng ráng dằn nghe, đừng có lấy cây lấy dao rượt nó rồi bị còng tay rồi bị này kia rồi rồi kẻ thương tạc người tù tội nghe, phải mình dạy người ta không, nhớ cái tuổi đó mà đừng làm. Thầy cúng là thầy cúng đã đành nhưng mà các ông phải nhớ điều đó. Còn mấy phụ nữ năm nay năm tam tai nhớ không có hổn với chồng, không có bất kính với mẹ cha mẹ chồng, rồi không có mà đụng đâu chửi lộn đó, đừng có nhiều chuyện rồi ta giả tét miệng rồi đó thừa tam tai rồi mình đủ thứ cái phương tiện để mình nói, mà vừa là đóng tiền ngu lấy tiền ngu đó là phước cho họ và vừa là vậy, nhưng mà vậy đó giờ phút đó nó thiêng thì họ an là họ cúng xong rồi họ về họ an tâm rồi, là cái dầu gì cũng gửi thầy cúng tam tai rồi họ an. Khi họ an họ ra đường họ bình tĩnh, họ chạy xe họ không nhậu nhẹt, khi lái xe họ không có đi nhiều chuyện sợ người ta giả tét miệng nhân dân dân là phải phương tiện không Và phương đó, tiện đó. cho thầy đó là đại chúng đó là như vậy Đó, thầy. thành ra đó sư bà Bảo An nói câu nhớ hoài là thiên thượng nhân gian là trên trời dưới đất á, phương tiện đệ nhất, chỉ có cái cửa phương tiện đó Về là hướng số dẫn người ta 1 được thầy, á. đúng rồi đó thầy, cái đó gọi là vừa hoằng pháp lại còn hành pháp nữa nghe thầy Đó, đó. chứ bây giờ hỏi ông tự nhiên mà kêu người ta lại ta nghe pháp ta không nghe. Chúng sanh đó, nó sợ chết là một, nó sợ tai nạn là hai, bệnh tai nạn bệnh tật là hai, nó sợ là mang thua lỗ là ba, Đa nó số sợ đúng mất danh gọi là mất cái địa vị chức tước là bốn, nó sợ suy sụp, sợ những cái đó cho nên họ mới buộc lòng họ tới họ nhà chùa nhà mình. Dĩ nhiên mà mình nói thẳng ra nó, họ bất mãn tùy phương tùy tiện, nhưng mà tùy phương tùy tiện phải phải chuyển họ. Bây giờ tôi làm là tôi làm nhưng mà đạo Phật không qua nhân quả nghe, tôi làm đây là phần phụ nhưng mà chính là các người mình nói người ta, cho nên đó tôi nói thật á tôi làm ráo hết á, rồi tại giờ làm biếng không làm đó thầy chứ làm biết thầy thôi. ta Làm làm đi, giờ có ai đi cái đó là phương tiện không, đấy. hồi xưa làm ráo hết á, hồi xưa là coi như ông biết là tới chừng mà cúng sao tôi không có cúng, tôi không quan trọng mà cúng tam tai á là tiền dữ lắm á. Không thể làm này vì cái từ thiện mà, Thôi từ thiện cho người thầy cúng thầy rồi từ thiện cái cho gì người không qua cúng rồi không muốn làm nữa, miệng miệng đi. nè.
chứ cúng sao cúng tam tai miết nội mà Mỹ này bây giờ mà tôi bài tôi cúng tam tai thôi, các Phật tử tôi mà ai mà tuổi tỵ tuổi dậu tuổi sửu năm nay làm sao không có người người được nộp tôi 100 đồng tôi cúng cho mà coi, ví dụ vậy hỏi ông thiếu gì tiền mà không làm. Nên cho Giáo nên đại chúng thầy ơi, cái gì vậy mà mà Phật giáo thời thời của Phật thành khác. ra hồi đó tôi nói là cái chư tổ bài ra có cũng bài nhưng mà để kích khởi, gọi là kích khởi cái tâm đại bi để cho con người lắng xuống, để mà phát khởi cái tâm đại bi, lắng cái tham sân si bớt xuống. Còn mình ngày nay làm lại 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 kích khởi cái tham sân si, nó ngược đời vậy đó, cho nên nó mới rối xã hội, ông thấy không? Cho nên như vậy mà có câu sau này tự động đặt ra, nó là cái tâm chánh là việc tà nó vẫn là chánh, mà tâm tà là việc chánh nó vẫn là tà, đó là vậy đó. Ví dụ như giờ cái tâm mình thì không có nghĩ cho riêng mình, không có dĩ nhiên nghĩ nhưng mà đừng có quá tham vọng cho riêng mình, thì mình làm việc tà nhưng mà nó Đúng là chánh. để vẫn là chánh. Còn con người mà tham vọng cho riêng mình, ích kỷ đê hèn, dầu anh nó làm tốt việc chánh nó cũng là tà, là vậy đó. Ok, rồi con cảm ơn thầy. Thầy thâu ạ. Dạ Thầu có thâu. tắt giùm đi.